Xin chào tất cả các bác nhá. Đang bóc hộp một cặp loa. Cặp này là cặp S12 anh em nhé. Dòng S12 này thì chắc không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. S12 của Lợi Cao Tích anh em nhé. Dòng này thì là một trong những cái dòng cao kê chuyên nghiệp rồi. Test cho anh Biên nhé. Anh cọc trước cho bên em là 1 triệu đi. Anh Biên anh cọc trước 1 triệu. Và cái con này thì phải nói là cái chất âm của nó, phải nói là nó rất là hay. Tiếng rất là nịnh, lời ca anh em nhé. Lời ca rất là nịnh luôn. Đấy, đây là thùng hộp của nó đây này anh em này. Đó, đầy đủ anh em nhé. Con này có một cái đặc điểm, khoan anh. Đặc điểm nữa là sơn sần cát thì anh em biết rồi đúng không ạ? Cái lớp sơn này thì thật sự là rất là cao cấp. Đó, những dòng loa cao cấp thì hay dùng cái lớp sơn như này, như những dòng loa châu Âu ấy anh em. Đấy, còn một lỗ thông hơi đằng sau anh em nhé, một lỗ thông hơi đằng sau. Đó, S12 S-Series anh em nhé. Con này thì sử dụng đó là một bát neo và chép 450 anh em nhé. Em cũng không tiện tháo ra đâu, vì con này thì em bóc chuyển cho khách luôn, nên ra là em sẽ không bóc ra nữa. Còn anh em nào muốn xem chi tiết thì anh em có thể search là S12 tháng cao audio anh em nhé. Sơn sần rất là chất lượng. Cái sơn này nhá, mọi tác động vật lý vào nó đều không vấn đề gì anh em nhé. Đây ví dụ này. Tác động vật lý anh em nhé, bạc luôn anh em nhé, mọi tác động vật lý, chống nước chống xước luôn anh em nhé. Khẳng định với anh em là nó cực kỳ chất. Đấy, giá thì hiện tại đang là 13.500.000 đồng, chưa còn phí ship anh em nhé. Và các đai anh em có treo ngang treo dọc, anh để một chiếc lên trên cọc đi anh Tuấn. Này rất là hay, chất bát của nó thì nó rất là êm anh em nhé, rất là êm. Đó. Đây, cái dây đây, dây này em đấu, em tặng anh bây giờ em test luôn anh em nhé. Cặp này thì là cặp rất là xịn sò rồi. Cao hơn nó thì có Z12 anh em nhé, Z12. Đây Z12 cao hơn nó 22 triệu, đang có khuyến mại đến tới 4.5 triệu, số lượng giới hạn. Đây, cái cắm vào con LT1000, LT4000 12, cái kênh 12. Anh cho chạy đi, cho chạy. Đó, thử chất âm luôn cho anh em. Đó. Con này thì đây đang đánh trực tiếp nhá, nhà cắm vào. Đó. Nhà cắm vào và đánh nó ra loa luôn anh em nhá, đánh nó ra loa luôn. Con này thì không dùng một cái ốc nào luôn. Không có một cái ốc nào anh em nhé. Không có một cái ốc nào. Ok cho anh em. Không có một cái ốc nào, rất là đẹp. Anh em có thể nhìn coi. Ok chưa? Tiếng rất đẩy. Bát của nó là bát neo anh em nhé, rất là đẹp, cái lớp sơn nó cực kỳ chất. Xem, quay một vòng cho anh em xem. Rất êm anh em nhé. Nói chung là đây là một dòng mà lời ca của nó cực kỳ đẹp anh em nhé. Lời ca cực kỳ đẹp, tiếng rất là nảy. Dù chúng ta đang đánh trực tiếp em nếu lần đầu nghe thì em thấy bao phê luôn anh em nhé. Rất là đẹp.
rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Đấy, em test nhanh cho anh Biên. Anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Giá đang rất là tốt. Đây là dòng loa rất là cao cấp của bên em anh em nhé, S12. Đấy, LX Acoustic S12. Còn cao hơn thì bên em cũng có, mà thấp hơn bên em cũng có. Thấp hơn thì có TVK12. Con này thì sẽ sử dụng lỗ thông hơi đằng trước. Còn thấp hơn tí nữa con lắc 12 anh em nhé, lắc 12 đây. Đấy, lắc 12. À, lắc 12 con này đang là giá 10 triệu và hàng vừa về anh em nhé. Đó. Ok, cao hơn nữa thì có Lavo 112. Đấy anh em nhé. Đầy đủ các mã luôn cho em, con này 23 triệu một cặp. Đấy, con này thì Z12 là 22 triệu một cặp anh em nhé. Đó, nhưng mà đang được khuyến mãi 4 triệu rưỡi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó. Tiếng rất này. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nha. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.